Dạ vâng, chào mừng quý anh chị đã quay trở lại với livestream của nhà sành Đồ Di. Ngày hôm nay thì nhà sành Đồ Di tiếp tục giới thiệu đến quý anh chị các sản phẩm quần short. Với live ngày hôm nay thì sẽ bao gồm cả quần short kaki và quần short thể thao luôn, nên là hy vọng quý anh chị có thể xem hết phiên live ngày hôm nay để lựa ra những cái sản phẩm mà quý anh chị chúng ta yêu thích. Và vẫn với giá là 150k trên một sản phẩm bất kỳ, các bác mua hai sản phẩm sẽ được free ship trên toàn quốc. Quý anh chị ưng mã nào xin vui lòng liên hệ qua Zalo số điện thoại 0337 707 398 để nhà sành Đồ Di tư vấn và hỗ trợ đặt hàng cho mình. Thời gian làm việc của nhà sành Đồ Di là từ 8 giờ sáng đến 12 giờ trưa, buổi chiều sẽ bắt đầu từ 14 giờ cho đến 23 giờ tối. Và không để quý chị chúng ta đợi lâu nữa, ngay bây giờ chúng ta sẽ đến với sản phẩm đầu tiên trong buổi live ngày hôm nay. Và vâng, sản phẩm đầu tiên xin được giới thiệu đến quý chị sẽ là một thiết kế quần short túi hộ. Em này sẽ là tông màu ghi, lại gần một chút để các bác có thể là coi kỹ hơn tông màu của sản phẩm. Đây là một thiết kế quần short với cái phong cách trẻ trung năng động. Mã sản phẩm sẽ là B646, chiều dài là 63, bụng là 76 đến 86, đùi là 34 và ống là 30 cm. Size của sản phẩm sẽ từ 28 đến 33, là quý chị có thể mặc vừa. Đây là một thiết kế đến từ nhà Feel Member. Chúng ta có những cái thiết kế phần đai khóa ở bên trên cạp này, nó sẽ là thiết kế cạp chun rồi, nhưng mà mình vẫn có một cái đai nữa để các bác có thể là điều chỉnh lại phần cạp cho nó vừa vặn hơn với số đo vòng bụng của mình. Form dáng của em này thì sẽ là thiết kế form suông, ống tương đối rộng rãi thoải mái này. Các bác lựa em này mặc trong mùa hè năm nay cũng rất là đẹp luôn. Và đặc biệt cái sản phẩm của mình độ mới lại rất là cao, nên là bác nào yêu thích sản phẩm này cũng như là vừa vặn với sản phẩm thì nhanh tay liên hệ chốt đơn với nhà sành Đồ Di mã B646 này. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một con short kaki với tông màu của mình sẽ là tông màu nâu bò. Đây là cũng là một cái tông màu rất là trẻ trung, một thiết kế đến từ thương hiệu Monbel. Đây cũng là một thương hiệu của Nhật Bản luôn. Chúng ta có một cái phần tên thương hiệu cũng như là logo của thương hiệu được thêu bên trên gấu quần. Mã của em này sẽ là B647, chiều dài của sản phẩm là 50, bụng là 62 đến 72, đùi sẽ là 23. Em này thì sẽ dành cho bác nào thường mặc quần size từ 22 đến size 26 là các bác có thể vừa vặn với cái sản phẩm này. Phần cạp của mình sẽ là thiết kế cạp chun co giãn, cũng có một cái đai khóa ở đây cho các bác chúng ta điều chỉnh luôn. Và bên trên cái phần khóa này chúng ta còn dập tên của thương hiệu ở bên trên, một thiết kế chính hãng đến từ nhà Monbel này. Và bên trên này chúng ta có thiết kế túi chéo, hai bên còn có khóa rất là cẩn thận. Các bác đi ra ngoài đựng đồ, đựng ví tiền, điện thoại không lo là bị rơi bị mất. Form dáng của em này thì sẽ tương đối là gọn gàng. Mã sản phẩm là B647. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một thiết kế quần với tông màu xanh nhạt. Em này thì cũng là một sản phẩm với form dáng hơi ô một chút. Mã sản phẩm là B648, chiều dài của sản phẩm là 51, bụng là 72, đùi là 25 và ống là 12 cm. Size của sản phẩm này sẽ là size 26. Quý chị nào chúng ta yêu thích tông màu xanh nhạt, những cái tông màu trẻ trung năng động thì có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Đây là một thiết kế chính hãng đến từ thương hiệu Back Number. Chúng ta có đầy đủ tag mark ở đằng trong này. Đó, các bác về các bác có thể check thoải mái luôn. Mã sản phẩm sẽ là mã B648. Mọi thông số thì các bác có thể là coi ở phía bên tay trái màn hình. Nhà sành Đồ Di đã ghi lên rất là cẩn thận và đầy đủ để cho quý chị chúng ta tiện theo dõi rồi. Và tiếp theo mình đến với một sản phẩm quần short tông màu xanh rêu. Em này cũng là một sản phẩm quần short chất vải kaki dày dặn, lên form dáng rất là chuẩn chỉnh. Mã của mình sẽ là B649, chiều dài của sản phẩm là 46, bụng là 70 đến 90, phần ống sẽ là 29 cm. Quý chị chúng ta thường mặc quần size SM hoặc là các bác mặc quần size nhỏ hơn size 35 là có thể vừa vặn với em này rồi, vì là cái phần cạp của mình là thiết kế cạp chun co giãn tốt này, nên là nó sẽ rất là dễ để các bác chúng ta có thể là sử dụng vừa em này. Mã B649, độ mới cũng rất là cao, và cái tông màu xanh rêu này thì cũng là cái tông màu rất là dễ để các bác chúng ta phối đồ. Rồi tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm quần short tông màu trắng này. Em này cũng là một thiết kế quần short kaki luôn. Quý chị nào yêu thích những cái tông sáng màu thì có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Mã sản phẩm là B650, chiều dài là 50, bụng là 78, ống sẽ là 24 cm. Size của sản phẩm sẽ là size 29. Đây là một thiết kế của nhà Uniqlo. Bên trong này chúng ta có cái tag chính hãng của thương hiệu được gắn ở bên trong. Đó, bác nào yêu thích những cái tông màu trẻ trung năng động có thể lựa cho em này. Form dáng của sản phẩm cũng là thiết kế form suông rộng rãi thoải mái này, mặc lên cực kỳ dễ chịu cho mình luôn. Mã sẽ là B650. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm quần short với cái tông màu khá là nổi bật.
Em này sẽ là một con quần tông màu cam. Với sản phẩm này thì quý anh chị có thể lựa chọn mình mặc hàng ngày ở nhà, mặc đi ngủ thì nó sẽ rất là thoải mái. Vì là chất liệu của mình sẽ là chất vải mềm mịn này, thấm hút mồ hôi tốt. Mã sản phẩm sẽ là B651, chiều dài là 51, bụng là 68-78, ống sẽ là 30cm. Size của sản phẩm sẽ từ 24-29 là các đắp có thể mặc với em này. Độ mới của sản phẩm rất là cao luôn. Quý chị nào yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay là liên hệ chốt đơn với nhà sành Đồ Si. Phần cảm mình còn có một cái thiết bị để các bác có thể điều chỉnh cảm cho nó vừa vặn hơn với vòng bụng của mình, mã B651. Và tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm quần short kaki. Em này thì sẽ là một thiết kế với tông màu đen này. Bác nào yêu thích những cái phong cách tối giản nhẹ nhàng thì có thể lựa ngay cho mình cái sản phẩm này. Form dáng của em này sẽ là thiết kế form dáng ôm, các bác mặc lên nó rất là gọn gàng lịch sự luôn. Chất liệu của mình thì sẽ là chất vải kaki dày dặn. Em này lên form dáng rất là chuẩn chỉnh cho mình và nó còn có cái độ co giãn nhẹ này để các bác mặc lên nó được thoải mái dễ chịu hơn. Mã của mình sẽ là B652, chiều dài là 52, bụng là 76, đùi là 26 và ống là 20cm. Với sản phẩm này thì các bác thường mặc quần size 28 thì yên tâm là vừa vặn với em này. Đây là một thiết kế đến từ nhà Uniqlo. Chúng ta có một cái tag đen chính hãng của thương hiệu được gắn ở bên trong. Uniqlo thì là một thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật Bản và chúng ta cũng bắt gặp rất là nhiều các sản phẩm đến từ nhà Uniqlo trong các cái kiện hàng của nhà Sành Đồ Si. Mã sản phẩm sẽ là B652 này. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm quần cũng với tông màu đen luôn. Cho quý chị nào yêu thích những sản phẩm tối giản thì mình cũng có thể lựa chọn em này. Mã sản phẩm là B653, chiều dài là 47, bụng là 82, đùi sẽ là 27cm và cái phần ống của mình sẽ là 27cm, thì cũng là một cái form khá là rộng rãi này. Các bác mặc lên cực kỳ thoải mái luôn. Quý chị thường mặc quần size 31 thì có thể cân nhắc lựa cho em này. Chúng ta mặc hàng ngày, mặc đi ra ngoài trong thời tiết mùa hè thì nó rất là ok. Và các bác có thể là coi qua một chút các cái thiết kế chi tiết cũng như là form dáng của sản phẩm. Mã của em này sẽ là B653. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Em này sẽ là một con quần với thiết kế tông màu xanh rêu. Form dáng của sản phẩm sẽ là thiết kế form hơi ôm một chút, mặc lên cũng rất là gọn gàng. Đây là một thiết kế của nhà JAP, một thương hiệu của Mỹ này. Và cái sản phẩm của mình phần cạp cũng là cạp chun co giãn. Mã sản phẩm là B654, chiều dài là 56, bụng là 66-72, phần đùi sẽ là 26 và ống sẽ là 22cm. Size của sản phẩm thì các bác cứ mặc quần size từ 23-26 là yên tâm vừa vặn với em này. Độ mới của sản phẩm này cũng còn rất là cao này. Chất liệu của mình sẽ là chất vải kaki dày dặn. Rồi tiếp theo thì sẽ là một thiết kế quần short tông màu xanh nước biển. Em này thì sẽ là một sản phẩm đến từ thương hiệu Yonex. Đây là một thương hiệu thời trang thể thao. Mã của mình sẽ là B655, chiều dài là 48, bụng là 60-86 và ống sẽ là 28cm. Size của sản phẩm sẽ từ 21-33 là các bác có thể mặc vừa. Chất liệu của em này cũng là chất vải mềm luôn. Quý chị chúng ta mặc lên thì vẫn đảm bảo là chuẩn chỉnh form dáng này. Cái thứ hai nữa là mình mặc nó thoải mái, dễ chịu. Đặc biệt là trong cái thời tiết mùa hè năm nay thì quý chị nên lựa cho mình những cái sản phẩm nào nó cái chất liệu nó vừa phải thôi, mặc lên nó thoáng mát, thoải mái cho mình. Em này sẽ là một sản phẩm chính hãng của nhà Yonex. Mã sản phẩm là B655 và độ mới của sản phẩm này cũng còn rất là cao này. Tiếp theo sẽ là một thiết kế quần short tông màu kem. Đây là một thiết kế của nhà Patagonia. Chúng ta có một cái tag chính hãng của thương hiệu gắn ở phía dưới phần gấu quần. Đó, các bác có thể là coi cận chất của em này luôn. Mã của sản phẩm sẽ là B656, chiều dài là 40, bụng là 70-88, ống sẽ là 35cm. Size của sản phẩm sẽ từ 25-34 là các bác có thể mặc vừa. Cái form của em này rất là rộng rãi, thoải mái này. Em này thì sẽ thích hợp để quý chị chúng ta mặc hàng ngày ở nhà, cũng như là các bác mặc đi ngủ hoặc là mặc đi tập luyện thể dục thể thao thì nó sẽ rất là hợp lý. Phần cạp của mình là cạp chun co giãn, bên trong sẽ có một cái phần dây đai để các bác chúng ta điều chỉnh phần cạp của em này. Mã B656 với thiết kế tông màu kem thì nó là cái tông màu rất là trẻ trung để các bác chúng ta sử dụng. Rồi mình cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Đây sẽ là một thiết kế quần short kaki với tông màu của mình là tông màu xanh nước biển. Mã B657, chiều dài là 48, bụng là 86 và ống sẽ là 29cm. Với sản phẩm này các bác thường mặc quần size 33 thì yên tâm vừa vặn với em này. Form dáng của mình cũng là form suông rộng rãi thoải mái luôn. Cạp chun co giãn, có dây đai cho các bác chúng ta điều chỉnh. Và em này thì sẽ là một thiết kế của nhà JMP. Để cho các bác chúng ta coi cái phần tem mác của thương hiệu này, chúng ta có một cái tag mác chính hãng của JMP gắn ở bên trong trên phần cạp quần. Mã của mình là B657. Em này cũng là một sản phẩm cả còn rất là mới này. Tiếp theo sẽ là một thiết kế quần short kaki với tông màu nâu nhạt. Mã sản phẩm là B
CC658, chiều dài là 48, bụng là 80, phần ống là 31cm. Size của sản phẩm sẽ là size 30. Em này thì sẽ là một cái thiết kế suông trơn đơn giản, dành cho quý anh chị nào yêu thích những cái phong cách basic nhẹ nhàng thì lựa em này mặc cũng rất là đẹp. Form dáng của mình sẽ là thiết kế form suông ống rộng, chất vải kaki không co giãn này. Các bác giặt giũ thoải mái cũng không lo cái pha sản phẩm của mình nó bị bài bị nhão. Đó, mã sản phẩm là B658. Quý anh chị yêu thích sản phẩm này có thể liên hệ chốt đơn với nhà sản xuất Doji, và cũng đầy đủ túi trước túi sau để các bác đi ra ngoài có thể là mang theo ví tiền điện thoại. Rồi chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một cái sản phẩm với tông màu nâu nhạt, nó gần như tương tự với cái sản phẩm vừa rồi. Mã của mình sẽ là B659, chiều dài là 43, bụng là 72, đùi là 31 và ống sẽ là 28cm. Em này thì sẽ là một sản phẩm đến từ thương hiệu J. Crew. Đây là một thương hiệu của Mỹ. Để các bác có thể coi tem mác chính hãng, nó sẽ gắn ở mặt bên trong. Và chất liệu của em này cũng là chất vải kaki dày dặn luôn. Các bác yên tâm là lên form dáng rất là chuẩn, rất là đẹp cho mình. Các bác lựa em này chúng ta mặc hàng ngày này, mặc đi ra ngoài, mặc đi chơi cũng rất là đẹp luôn. Có một sản phẩm với độ mới cũng còn rất là cao. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này sẽ là một sản phẩm quần short với tông màu vàng nhạt. Đây là một sản phẩm với cái form dáng vừa phải, không quá ôm cũng không quá rộng này, mặc lên rất là trẻ trung và cũng rất là nhã nhặn lịch sự. Mã của sản phẩm sẽ là B660, chiều dài là 50, bụng là 74 và phần ống sẽ là 23cm. Bác nào thường mặc quần size 27 thì có thể lựa ngay cho mình cái sản phẩm này. Độ mới của em này rất là cao và cái thiết kế của mình lại là thiết kế trơn đơn giản nên sẽ rất là dễ để cho các bác chúng ta phối đồ. Đó, mã sẽ là B660 và mọi thông số các bác có thể coi ở phía bên tay trái màn hình của mình. Nhà sành đồ thị đã ghim lên tất cả các cái thông tin cơ bản của sản phẩm cho các bác chúng ta tiện theo dõi rồi. Và toàn bộ các mặt hàng ngày hôm nay vẫn đồng giá là 150k trên một sản phẩm bất kỳ. Quý chị chúng ta mua 2 sản phẩm thì sẽ được free ship trên toàn quốc. Tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm form dáng khá là rộng này. Em này sẽ có mã là B661, chiều dài là 58, bụng là 86-108, phần ống là 30cm. Các bác mặc quần size từ 33-44 là có thể lựa cho em này. Có form dáng cực kỳ rộng rãi thoải mái luôn nên là các bác yên tâm lựa em này mặc trong mùa hè năm nay. Phần cạp của mình là thiết kế cạp chun co giãn này và có dây đai ở đây rồi nên là các bác yên tâm, mình có thể điều chỉnh cạp cho nó vừa vặn với số đo vòng bụng của mình. Đó, mã sẽ là B661. Tông màu của mình sẽ là cái tông màu trắng kem. Với cái tông màu này các bác yên tâm là phối đồ rất là dễ này và mặc lên nó cũng rất là trẻ trung năng động cho mình. Tiếp theo sẽ là một sản phẩm quần short có họa tiết. Quý chị nào chúng ta yêu thích những cái sản phẩm nó màu mè một chút, nó trang trí một chút thì có thể lựa ngay cho mình cái sản phẩm này. Đó, mặc em này thì cũng rất là hay luôn. Mã sẽ là B662, chiều dài là 52, bụng là 66-100, phần ống sẽ là 33cm. Với sản phẩm này các bác mặc quần size từ 24-40 là có thể vừa vặn với em này rồi. Form dáng của mình sẽ là thiết kế form suông ống rộng, chất liệu của sản phẩm là chất vải kaki mềm. Các bác mặc lên vừa thoải mái dễ chịu này và độ thấm hút mồ hôi lại rất là tốt để các bác mặc trong mùa hè năm nay. Độ mới của em này cũng còn rất là cao. Bác nào mà chúng ta chuẩn bị đi du lịch đi biển nữa thì lên lựa em này mặc rất là đẹp luôn. Mã B662. Rồi tiếp theo sẽ là một sản phẩm quần với tông màu đen. Em này sẽ là một con quần short túi hộp. Mã sản phẩm là B663, chiều dài là 60, bụng là 72-78, ống sẽ là 22cm. Size của sản phẩm sẽ từ 26-29 là các bác có thể mặc vừa. Em này thì sẽ là cái phong cách trẻ trung năng động này. Bên trên này mình sẽ có một cái dây đai, các bác có thể là để điều chỉnh vật cạp này, hoặc là bác nào mặc vừa vặn rồi chúng ta hoàn toàn có thể là tháo được cái phần dây đai này ra luôn. Đó, và chất liệu của mình sẽ là chất vải rất là đẹp, nó cũng là chất vải kaki này, các bác có thể coi cận chất sản phẩm luôn. Độ mới thì lại rất là cao. Nhìn chung thì em này sẽ là một cái sản phẩm rất là tuyệt vời để các bác lựa mặc trong mùa hè năm nay. Mã sản phẩm là B663, độ mới cực kỳ cao. Tiếp theo sẽ là một sản phẩm quần short túi hộp này. Em này thì sẽ là thiết kế tông màu đen. Sản phẩm này của mình thì nó sẽ là cái kiểu phong cách trẻ trung. Và mã sẽ là B664, chiều dài là 60, bụng là 62-90 và ống sẽ là 24cm. Size của sản phẩm sẽ từ 22-35 là các bác có thể mặc vừa. Form dáng của em này nó sẽ là thiết kế form suông này, ống không quá ôm, không quá rộng, lên cái form dáng rất là vừa phải cho quý chị. Bác nào yêu thích sản phẩm này có thể liên hệ chốt đơn với nhà sành Doji. Các bác có thể là
coi qua một chút cái form dáng của sản phẩm cũng như là các cái thiết kế chi tiết của em này. Đây sẽ là một cái kiểu, một cái phong cách nó kiểu thể thao, đó, mã sẽ là B664. Tiếp theo sẽ là một sản phẩm quần short với tông màu nâu nhạt. Em này thì sẽ là cái form gần như là kiểu quần ngố rồi. Vì chị nào muốn mặc cái form nó dài một chút thì có thể lựa cái sản phẩm này. Em này cũng là một sản phẩm quần túi hộp này. Những cái sản phẩm quần túi hộp thì nó sẽ là những cái thiết kế rất là trẻ trung để cho các bác chúng ta sử dụng. Mã của mình là B665, chiều dài là 63, bụng là 82 và ống là 25 cm. Size của sản phẩm sẽ là size 31. Và em này cái màu sắc của nó cũng là cái màu rất là dễ để cho các bác chúng ta phối đồ luôn. Chất liệu của mình sẽ là chất vải kaki mềm, không có giã này. Các bác mặc lên chuẩn chỉnh form dáng. Mã của mình sẽ là B665. Rồi tiếp theo chúng ta cùng đến với một sản phẩm quần short tông màu đen. Em này là một thiết kế của nhà Kepa USA. Để cho các bác chúng ta coi kỹ tem mác chính hãng của thương hiệu. Mã của sản phẩm là B666, chiều dài là 63, bụng là 74, phần ống sẽ là 21 cm. Em này cũng là một thiết kế quần short trẻ trung năng động, và đặc biệt là với tông màu đen thì các bác có thể là phối chung với tất cả các cái trang phục khác nhau đều rất là ok. Phần cạp của mình là thiết kế cạp chun co giãn, và em này chúng ta còn nguyên tác mác này, là một cái sản phẩm với độ mới rất là cao luôn. Mã B666 này, bác nào yêu thích sản phẩm này của nhà Kepa thì nhanh tay liên hệ chốt đơn với Sành Lưu Sinh. Rồi chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo, cũng là một thiết kế quần short túi hộp. Form quần của mình là form quần ngố này, mã B667, chiều dài là 69, bụng là 82, phần ống là 24 cm. Size của sản phẩm sẽ là size 31. Đây là một sản phẩm quần cực kỳ đẹp trong buổi live ngày hôm nay. Đặc biệt là bác nào yêu thích những cái phong cách trẻ trung năng động thì lựa chọn ngay cho mình cái sản phẩm này. Một thiết kế quần túi hộp này trông rất là đẹp. Một sản phẩm đến từ nhà Backflip. Chúng ta có một cái tag cao su của thương hiệu được gắn bên trên quần, và em này phải nói là độ mới rất là cao. Chất liệu của sản phẩm sẽ là chất vải kaki không co giãn, và một cái thiết kế rất là đẹp. Các bác có thể là coi qua một chút toàn bộ form dáng cũng như là các cái họa tiết thiết kế chi tiết của sản phẩm mã B667, độ mới rất là cao. Rồi chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này sẽ là một sản phẩm quần short dành cho quý chị nào yêu thích cái họa tiết dằn di bộ đội thì có thể lựa cho mình cái sản phẩm này. Mã B668, chiều dài là 76, bụng là 82, phần ống là 20 cm, dành cho bác nào thường mặc quần size 31 này. Form dáng bên này sẽ là cái thiết kế form hơi ôm, nên là quý chị nào yêu thích cái phong cách gọn gàng lịch sự thì có thể lựa ngay cho mình cái sản phẩm này. Một thiết kế mà các bác có thể mặc hàng ngày ở nhà, cũng như quý chị có thể lựa mặc đi ra ngoài, mặc đi chơi cũng rất là ok, vì cái thiết kế của nó rất là nhã nhặn lịch sự. Mã của mình là B668, độ mới rất là cao luôn. Rồi tiếp theo sẽ là một sản phẩm quần short chất vải kaki đến từ thương hiệu Lee. Đây là một thương hiệu thời trang cũng rất là nổi tiếng ở Mỹ này. Chúng ta có một cái tác gia chính hãng của thương hiệu Lee gắn ở mặt sau của quần. Mã của mình sẽ là B669, chiều dài là 66, bụng là 70, phần ống là 21 cm. Và bác nào yêu thích những cái tông sáng màu một chút thì lựa em này của nhà Lee cũng rất là đẹp luôn. Chất liệu thì không phải bàn rồi, chất liệu là những cái mặt hàng cao cấp, nên là các bác hoàn toàn yên tâm về chất liệu, chất lượng sản phẩm. Quý chị chúng ta yêu thích những cái thiết kế tối giản, những cái sản phẩm đơn giản basic thì có thể lựa chọn ngay cho mình cái sản phẩm này. Form của em này nó sẽ hơi ôm một chút, nên là quý chị muốn mặc gọn gàng thì lựa em này là sự lựa chọn rất là ok. Mã sản phẩm sẽ là mã B669 này. Quý chị có thể là coi qua một lần nữa toàn bộ chi tiết mặt trước, mặt sau của sản phẩm. Cúc và khóa ở đây toàn bộ đều là hàng kim loại, nên là các bạn yên tâm độ bền cực kỳ cao cho mình luôn. Rồi chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này sẽ là một thiết kế quần kaki với tông màu xanh rêu. Form của em này khá là rộng này. Quý chị nào thường mặc quần size 42 là có thể lựa em này. Và thông số cụ thể thì như sau: chiều dài sẽ là 68, bụng là 104, ống là 25 cm. Mã sản phẩm là B670. Bạn nào thường mặc quần size 42, yêu thích những cái tông màu trẻ trung năng động thì có thể lựa ngay cho mình cái sản phẩm này. Một thiết kế quần chất vải kaki dày dặn với tông màu xanh rêu, là cái tông màu rất là trẻ và cũng rất là dễ để cho mình phối đồ. Chất liệu em này là chất không co giãn này. Các bác mặc lên form dáng chuẩn chỉnh cho mình luôn. Độ mới của sản phẩm cũng còn rất là cao, mã B670. Rồi tiếp theo sẽ là một sản phẩm quần với tông màu ghi đậm. Em này có mã là B671, chiều dài là 72, bụng là 78-86, phần ống là 24 cm. Size của sản phẩm sẽ từ 29-33 là các bác có thể mặc với em này. Form dáng của sản phẩm là
thiết kế form suông, ống tương đối rộng rãi thoải mái này, chất vải kaki mềm mặc lên rất là dễ chịu và độ thấm hút mồ hôi cũng rất là tốt để các bác mặc trong mùa hè năm nay. Bác nào yêu thích những cái tông tối màu, những cái thiết kế đơn giản thì có thể lựa cho mình sản phẩm này, mã B671. Chúng ta cùng đến với sản phẩm tiếp theo. Em này sẽ là một con quần với form dáng hơi ôm một chút này, và nó cũng là một con quần short túi hộp luôn. Mã sản phẩm là B672, chiều dài là 77, bụng là 88, ống sẽ là 23 và size của em này sẽ là size 34. Và bác nào mặc size 34 và yêu thích những cái phong cách nó kiểu trẻ trung năng động, trông nó hơi bụi bặm một chút thì lựa em này mặc cực kỳ ok. Với thiết kế tông màu ghi, đây là một trong những cái tông màu được quý chị chúng ta lựa chọn sử dụng cũng rất là nhiều. Còn về chất lượng thì các bác hoàn toàn yên tâm, chất vải lên form dáng chuẩn chỉnh cho mình và mặc lên lại rất là mềm mại, rất là thoáng mát, dễ chịu. Mã B672 này. Và chúng ta sẽ đến với các sản phẩm tiếp theo. Đây sẽ là những cái mặt hàng quần short thể thao. Em này thì sẽ là một sản phẩm quần với tông màu ghi. Và cái thiết kế của em này thì rất là đơn giản, basic này, lại gần một chút cho các bác có thể là coi rõ hơn các cái chi tiết của sản phẩm. Em này sẽ là thiết kế cặp chun co giãn và có dây đai ở đây cho các bác chúng ta điều chỉnh phần cặp. Mã B673, chiều dài là 52, bụng là 64-88, ống sẽ là 27cm. Các bác mặc quần size M hoặc là quý chị mặc quần size từ 23-34 là có thể lựa cho em này. Đảm bảo với quý chị là em này rất là đẹp luôn. Các bác nhận hàng về cực kỳ ưng ý này. Đây là một sản phẩm đến từ thương hiệu Champion, một thương hiệu thời trang cũng rất là lớn của Mỹ. Mã của mình sẽ là B673, độ mới rất là cao. Rồi chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, sẽ là một con quần short thể thao tông màu đen pha với đỏ này, của một cái sản phẩm rất là nổi bật. Mã của mình sẽ là B674, chiều dài là 50, bụng là 76-86, phần ống là 26cm, size của sản phẩm sẽ từ 28-33 là các bác có thể mặc vừa. Và không nhầm thì đây sẽ là một sản phẩm đến từ nhà Mizuno. Đây một thương hiệu của một sản phẩm đến từ thương hiệu Mizuno. Các bác có thể là coi được cái tem mác chính hãng của thương hiệu gắn ở mặt bên trong sản phẩm này, của cái sản phẩm quần thể thao cũng rất là đẹp để quý chị chúng ta mặc trong mùa hè năm nay. Các bác chúng ta yêu thích sản phẩm này có thể liên hệ chốt đơn với nhà Sanusi. Rồi tiếp theo sẽ là một sản phẩm quần thể thao với tông màu xanh than. Và bác nào yêu thích những cái form dáng nó gọn gàng hơn một chút thì có thể lựa chọn ngay cho mình cái sản phẩm này. Hai bên sẽ có hai cái đường kẻ này, và trên cái phần đường kẻ này in rất là nhiều tên thương hiệu Kepa. Mã của mình sẽ là mã B675, chiều dài là 55, bụng là 92, ống sẽ là 25cm. Quý chị thường mặc quần size 35-36 hoặc là các bác mặc quần size XL thì có thể lựa chọn cho mình cái sản phẩm này. Chất vải thể thao nên là quý chị chúng ta mặc yên tâm, mặc rất là thoải mái, dễ chịu này. Các bác lựa mặc hàng ngày ở nhà, mặc đi tập luyện thể dục thể thao rất là ok. Mã B675. Tiếp theo thì lại là một con quần short thể thao tông màu đen. Em này thì sẽ là một thiết kế của nhà Umbro. Với mã sản phẩm thì sẽ là mã B676, chiều dài là 52, bụng là 78-106, phần ống là 30cm, size L này. Hoặc là các bác mặc quần size từ 29-43 là có thể lựa cho em này. Và bác nào cũng nên có cho mình một cái sản phẩm quần short thể thao trong tủ đồ, vì đây là những cái sản phẩm rất là hay, những cái sản phẩm rất là thông dụng để chúng ta mặc trong mùa hè năm nay. Các bác mặc hàng ngày ở nhà, mặc đi ngủ này, hoặc là mặc đi tập luyện thể dục thể thao, đi đạp xe, chạy bộ buổi sáng, đó là những cái sản phẩm rất là cần thiết cho mình. Mã của sản phẩm này sẽ là B676 này, một sản phẩm chính hãng đến từ thương hiệu Umbro, và cái tông màu của em này cũng là cái tông màu rất là dễ để các bác chúng ta phối đồ. Rồi chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Em này thì sẽ là một con quần short thể thao tông khá là sáng màu và một thiết kế chính hãng của thương hiệu Adidas này, chất liệu rất là đẹp luôn, dày dặn, lên form dáng chuẩn chỉnh cho mình. Mã sản phẩm là B677, chiều dài sẽ là 45, bụng sẽ là 66-92 và ống sẽ là 30cm. Các bác thường mặc quần size M hoặc là quý chị mặc quần size từ 24-36 là có thể lựa em này. Form dáng của mình nó cũng là cái form rộng rãi thoải mái nên là quý chị cùng chúng ta cũng yên tâm là rất dễ để vừa vặn với em này thôi. Đặc biệt là bác nào yêu thích những cái tông màu nổi bật một chút thì cái sản phẩm này sẽ là cái sản phẩm rất là hợp lý này. Một con hàng chính hãng đến từ nhà Adidas, một thương hiệu phải nói là nổi tiếng toàn cầu rồi. Mã B677. Rồi tiếp theo chúng ta đến với một sản phẩm quần thể thao tông màu xanh than. Em này sẽ là một sản phẩm form rộng rãi thoải mái cho mình. Đó, mã sẽ là B678.
Và thông số của em này như sau: chiều dài sẽ là 53, bụng sẽ là 80-110 và ống sẽ là 33cm. Size của sản phẩm là size XL này. Đó, bác nào yêu thích sản phẩm này thì nhanh tay liên hệ chốt đơn với nhà sành Đồ Di. Một con quần short thể thao chất rất là đẹp này. Đó, độ bền rất là cao cho quý chị để chúng ta sử dụng mã B678. Chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo. Em này sẽ là một thiết kế short thể thao của nhà Hummel, với tông màu của mình sẽ là tông màu xanh than. Cái phần tên thương hiệu ở đây sẽ là thiết kế hình in, và cái chất lượng in còn rất là mới nên là các bác hoàn toàn yên tâm. Mã của mình sẽ là B679, chiều dài sẽ là 51, bụng là 68-94, ống sẽ là 27cm. Size của sản phẩm sẽ là size 24-37, hoặc là các bác thường mặc quần size M là có thể yên tâm lựa chọn em này rồi. Một sản phẩm quần thể thao chất liệu mềm mịn thoáng mát để các bác mặc trong mùa hè năm nay, mã B679. Rồi tiếp theo sẽ là một sản phẩm quần với tông màu đen. Em này sẽ là thiết kế rất là đẹp này. Nó sẽ là cái sản phẩm thiết kế trẻ trung năng động, với phần túi hộp bên trên ống quần. Bên trên này chúng ta còn có thiết kế dây đan cho các bác chúng ta điều chỉnh cái phần cạp, mã B680. Chiều dài sản phẩm là 55, bụng là 84, ống sẽ là 27cm. Các bác thường mặc quần size 32 có thể lựa chọn em này. Đặc biệt là quý chị yêu thích tông màu đen cũng như là yêu thích những cái phong cách trẻ trung năng động thì lựa em này mặc cũng rất là ok. Em này cũng là một sản phẩm với độ mới còn rất là cao này, mã B680. Và chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo, một thiết kế quần với tông màu xanh. Ở đây sẽ là một sản phẩm thiết kế suông trơn đơn giản, độ mới cực kỳ cao, và cái phần cạp của em này còn có thêm dây đai để cho các bác chúng ta điều chỉnh này. Mã sẽ là B681, chiều dài là 45, bụng là 76-80, ống là 29cm. Size của sản phẩm thì sẽ từ 28-30 là các bác có thể mặc vừa. Tông màu này các bác yên tâm mặc trong mùa hè cực kỳ hợp luôn. Những cái tông màu nổi bật một chút mặc trong mùa hè nó rất là đẹp. Đó, các bác nào mà muốn những mặc những cái tông màu nổi bật thì có thể lựa ngay cho mình cái sản phẩm này. Thiết kế form rộng rãi thoải mái nên là quý chị chúng ta yên tâm chúng ta sử dụng mã B681. Chúng ta đến với mã B682. Em này sẽ là một con quần với tông màu đen này, cái form của nó sẽ là cái form ngố nên là hơi dài một chút. Mã B682, chiều dài sẽ là 72, bụng là 82-90, phần ống là 22cm. Size của sản phẩm sẽ từ 31-35, và em này thì sẽ là một thiết kế đến từ nhà Uniqlo. Bên trong này chúng ta có tem mác chính hãng của thương hiệu gắn ở bên trong. Các bác về các bác có thể là check lại thoải mái luôn. Và quý chị có thể là coi qua một lần nữa cái form dáng của sản phẩm này. Chúng ta sẽ đến với sản phẩm tiếp theo. Đây là một thiết kế quần với tông màu xanh nhạt, một sản phẩm đến từ nhà Kepa. Để cho các bác chúng ta coi tem mác chính hãng của thương hiệu. Mã sản phẩm là B683, chiều dài là 51, bụng là 60-88 và phần ống sẽ là 25cm. Size của sản phẩm sẽ từ 21-34 là các bác có thể mặc vừa. Tông màu của em này sẽ là cái tông màu rất là trẻ trung và cũng rất là dễ để quý chị chúng ta phối đồ này, vì nhìn chung cái sản phẩm của mình nó sẽ là thiết kế suông trơn đơn giản. Chất liệu thì các bác yên tâm là những cái sản phẩm chất rất là đẹp và cái độ bền của nó cũng rất là cao luôn. Rồi tiếp theo sẽ là một sản phẩm quần với tông màu ghi. Em này thì sẽ phối cho quý chị là những cái thiết kế tông màu xanh neon. Đó, những cái thiết kế này rất là đẹp luôn. Đây là một sản phẩm của nhà Tun. Đây là một thiết kế của Tuntex. Đây các bác có thể coi tem mác chính hãng này. Và cái sản phẩm còn rất là mới luôn, mình còn nguyên tag mác của thương hiệu. Mã của sản phẩm là B684, chiều dài là 74, bụng là 72-92, ống sẽ là 27cm. Size của sản phẩm từ 26-36 là các bác có thể mặc vừa. Đó, em này cũng rất là đẹp luôn. Quý chị nào chúng ta thường mặc quần size từ 26-36 có thể lựa chọn em này. Form dáng suông rộng rãi thoải mái này, và độ mới thì rất là cao rồi. Chúng ta còn nguyên tắc mác của thương hiệu ở đây. Rồi chúng ta đến với sản phẩm tiếp theo trong buổi live ngày hôm nay. Em này sẽ là một thiết kế của nhà Descente. Chúng ta có cái logo của thương hiệu được in ở bên trên phần ống quần. Mã sản phẩm là B685, chiều dài là 74, bụng là 76-100, phần ống sẽ là 23cm. Size của sản phẩm từ 28-40 là các bác có thể mặc vừa. Đặc biệt là quý chị nào yêu thích tông màu xanh than cũng như là yêu thích các cái sản phẩm thiết kế suông trơn đơn giản, những cái sản phẩm basic để mình có thể sử dụng hàng ngày, mình mặc đi chơi hoặc là đi tập luyện thể dục thể thao, thì các bác có thể lựa ngay cho mình sản phẩm này. Chất liệu rất là đẹp luôn, các bác yên tâm, và độ mới của này cũng còn rất là cao, mã B685. Và chúng ta đến với sản phẩm cuối cùng trong buổi live ngày hôm nay sẽ là một thiết kế quần đến từ thương hiệu Adidas. Em này sẽ là một sản phẩm quần với tông màu đen, mã B686, chiều dài là 72, bụng là 72-88, ống là 22cm, size từ 26-34 các bác có thể mặc vừa. Và quý chị nào yêu thích cái phong cách tối giản thì đây sẽ là cái sự lựa chọn cũng rất là hợp lý luôn. Một thiết kế chính hãng đến từ nhà Adidas,
với tông màu đen, các bác có thể phối chung với tất cả các trang phục khác nhau. Mã B686 thông số các bác có thể coi ở phía bên tay trái màn hình của mình. Đó sẽ là cái sản phẩm cuối cùng kết thúc buổi live ngày hôm nay. Và cảm ơn quý chị chúng ta đã theo dõi phiên live ngày hôm nay đến những giây phút cuối cùng. Nhân danh Lucy xin được kính chúc quý chị chúng ta luôn dồi dào sức khỏe, may mắn và thành công trong cuộc sống. Và đừng quên là ủng hộ Nhà Xanh Đồ Di bằng cách nhấn nút đăng ký kênh cũng như là nhấn thêm nút chuông thông báo để khi Nhà Xanh Đồ Di ra clip mới có thể chủ động gửi đến cho toàn thể quý anh chị. Và bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những phiên live tiếp theo.